chào anh em nhé. Hôm nay hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi lại làm một video để review giới thiệu với anh em một bộ đồng hồ OZN. Đấy, rất là đẹp luôn. Và mặt màu xanh dương anh em này, cực kỳ đẹp luôn, trẻ trung năng động khỏe. Đấy, gồm có là chức năng là lịch thứ và lịch ngày này. Đấy, dòng automatic, dòng máy cơ anh em nhé. Mặt số gồm có là cọc số hình tròn kết hợp với vạch. Đấy, dạ quang to đùng luôn. Đấy, dạ quang rất là nổi luôn. Đấy, anh em này, buổi tối nhìn thì rất là rõ ràng luôn này. Đấy, cực kỳ rõ luôn, nếu mà buổi tối nhìn rất là rõ. Kim rất là đẹp luôn, anh em nhìn kim, phần kim được thiết kế rất là đẹp này. Viền benzen số má rất là rõ ràng, để khi anh em mình có thể bơi ở dưới nước. Vâng, đây là dòng chuyên để bơi lội anh em nhé. Vâng, độ chịu nước của em nó là 200m. Đây, độ chịu nước là 200m, cho nên anh em thoải mái mà bơi. Số má rất là rõ ràng, khi anh em ở dưới nước nhìn nó rõ. Đây, mặt đáy của em nó đây này. Đây, mặt đáy của em nó gồm tem dán chính hãng của Tân Hải Minh. Đấy, rồi thông số kỹ thuật của em nó đây ạ. Rất là rõ này. À, chất liệu dây và vỏ là thép 316L. Đấy, đây là khóa của em nó, anh em nhìn này. Đấy, đấy anh em nhá. À, anh em nhìn thì ở đây cái phần vòng benzen này có thể xoay được anh em này nhỉ. Đấy, về chức năng của vòng benzen này xoay như thế này có tác dụng gì? Tôi sẽ giải thích cho anh em, đó là nó đo hai khoảng thời gian là thời gian trôi qua đấy, và thời gian đếm ngược. Đấy, thời gian trôi qua thì ví dụ là chẳng hạn như anh em đang xem là đang là 10 giờ 10 nhé, 10 giờ 10 này thì cái thời gian trôi qua, ví dụ là đây cái vòng benzen nó xoay, nó nằm ở đây, nó nằm ở số 10 giờ 10 như thế này. Đấy, ví dụ anh em đang đo ở cái khoảng thời gian là bây giờ anh em đang là 10 giờ 10, anh em muốn xuống biển để lặn mà anh em muốn chỉ lặn khoảng 15 phút thôi. Đấy thì anh em ví dụ là đây 15 phút. Thế thì đây cái tim phút nó chạy đến ví dụ đến đây. Đó là 5 này, 10, 15. Thế thì anh em nhìn là từ đây, từ cái phần mũi tên nó chỉ trỏ đây cho đến đây là được 15 phút thì anh em mình lên chẳng hạn, thế anh em đã hết thời gian rồi. Đó là cái cách đo cái khoảng thời gian trôi qua. Thế còn cái khoảng thời gian mà còn lại thì như thế nào? Thời gian còn lại thì hơi phức tạp hơn một chút. Đó là ví dụ chẳng hạn như là bây giờ đang là 10 giờ 20 như này anh em nhé, 10 giờ 25 như này. Đấy, 10 giờ 25 như này thì bây giờ anh em mình muốn là lặn xuống biển 20 phút, rồi anh em mình lên. Đấy, thế mình mới đếm này, 5 10 15 20. Thế thì bắt đầu ta sẽ lấy cái phần mũi tên, xoay cái phần mũi tên này về đến số 20 này anh em nhá. Đây. Đó, thế cái thời gian còn lại có nghĩa là nó giống như là một cái đồng hồ đếm ngược anh em ạ. Thì bây giờ ta nhảy bùm phát xuống biển nhá. Đấy, bắt đầu thời gian bắt đầu còn lại, bắt đầu xoay này. Đây. Ok, thế là anh em đã hết 20 phút ở dưới nước rồi. Vâng, anh em phải lên đúng không ạ? Đó là cái thời gian còn lại là như vậy anh em ạ. Nó có tác dụng là như vậy, để anh em mình khi mình nhìn là anh em mình phải để ý được là hóa ra là nó là như thế anh em nhá. Vâng, ở đây thì tôi cũng giải đáp cho anh em một số cái thắc mắc như sau. Cũng có một số anh em hỏi là tại sao cái viền benzen này nó chỉ xoay được một chiều mà nó không xoay được hai chiều. Đấy, nó chỉ xoay được một chiều như thế này. Đấy, mà không xoay được hai chiều. Nhưng đơn giản thôi. Khi anh em mình bơi lội dưới nước chẳng hạn như vậy, thì chẳng hạn như là chẳng may thì có va vấp vào cái gì đó, mà khi anh em đã hẹn cái thời gian như vậy, xoay cái vòng thời gian như vậy mà anh em lại bị va vấp như thế thì cái thời gian nó không được chính xác nữa, khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái vấn đề khác, ví dụ chẳng hạn như hết bình oxy, là hết oxy này, hoặc là có nhiều vấn đề khác nữa thì rất là nguy hiểm. Đi với bạn bè lặn xuống dưới nước khoảng 15 phút mà đến 20 phút trở lên thì ở người trên bờ cũng rất là lo lắng chứ, đúng không anh em? Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Và câu hỏi thứ hai thì cũng có một số anh em hỏi rằng là đồng hồ để bơi là chịu được khoảng bao nhiêu ATM? Đấy, đồng hồ đi bơi là chịu được khoảng bao nhiêu mét nước là bơi được? Thế thì bình thường thì những cái đồng hồ ví dụ tầm từ
100m nước, 200m nước, 300m nước đều là đi bơi được anh em nhé. Đấy, tùy từng độ sâu khác nhau, nhưng bình thường là để đi bơi được, ví dụ chẳng đi bơi bể bơi hoặc đi bơi ở biển bình thường ấy, thì chỉ cần 100m nước là anh em có thể đi bơi được rồi. Còn ví dụ là 200m nước, 300m nước, 500m nước hoặc 1000m nước là anh em thoải mái lặn. Đấy, lặn ở độ sâu thoải mái luôn. Đấy, cho nên là nó cũng không cứ đâu. Đấy, ví dụ anh em tùy từng cái mục đích sử dụng của anh em thì mua những cái đồng hồ nó hợp với mình. Thì trên đây thì tôi cũng đã review, giới thiệu với anh em mẫu đồng hồ Ozen phiên bản trắng bạc, phiên bản dây trắng bạc, mặt xanh dương, cực kỳ đẹp và trẻ trung. Đó, bây giờ tôi sẽ đeo lên tay cho anh em thêm ngưỡng nhé. Đây anh em này, cực kỳ ok luôn. Và cổ tay tôi 19 đeo em mẫu em Ozen Marco này rất là đẹp luôn này. Dây này cực kỳ đẹp, khóa này. Đó. Đây, khóa đây anh em nhé, khóa này. Rất là đẹp luôn. Tất cả đều hàng chính hãng anh em nhé. Đi kèm với sản phẩm gồm có hộp này anh em này. Đây hộp này. Hộp này, hộp sản phẩm này. Đây là một chiếc hộp chính hãng. Đây, hộp giấy này, hộp giấy đi kèm. Đây là phần sổ bảo hành của Tân Hải Minh. Đấy, có tem xác thực của Bộ Công an. Đấy, TSM là Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Ozen này tại Việt Nam. Và bên này được viết thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ. Đó, đây anh em nào. Đấy, hàng chính hãng thì bao giờ cũng có quyển sổ như này anh em nhé, còn hàng trôi nổi thì không bao giờ có đâu. Hoặc có thì cũng không có cái tem xác thực kia. Ngoài ra nữa thì trên cái tag của đồng hồ đây cũng có cái mã số xác thực chính phủ đây anh em này. Khi anh em cào cái phần bạc này ra, nhập mã theo cái cú pháp này, gửi lên tổng đài thì sẽ xác thực luôn là cái sản phẩm này có chính hãng hay không cho anh em. Vâng, còn đây là một cái bằng do Tân Hải Minh, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Ozen này cấp cho chúng tôi. Đấy anh em này. Đấy. Đấy, cho nên đây thương hiệu Ozen đây cấp cho chúng tôi đang bán tại hệ thống đồng hồ The Watt tại The Garden, đường Mỹ Đình, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đây. Đấy, dấu đỏ chót anh em nhé. Đấy, đây là một cái gọi là chúng tôi khẳng định với anh em là chỉ bán hàng chính hãng chứ không bán hàng nhái hàng giả. Xách tay xách chân gì. Và đi kèm thì ngoài ra nữa thì gồm có đây túi này. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Rồi, tất cả đều chuẩn chỉ hết anh em nhé. Và hiện tại thì sản phẩm đang có bán tại hệ thống đồng hồ dưới mắt chúng tôi, có địa chỉ là tầng G trung tâm thương mại The Garden, đường Mỹ Đình, vị trí Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm thương mại Mỹ Phước Long Biên, quận Long Biên 2, thành phố Hà Nội. Địa chỉ website là thewatt.com.vn, thewatt.vn. Đây. Online là 0977891897. Khi anh em ở xa thì hãy đặt hàng qua số online này hoặc là liên hệ trực tiếp chúng tôi qua website cũng được. Vâng, thấy video này hay hãy like, share và chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ The Watt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.